Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 9 tháng 3 2024. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, học đến tập 41. Quý vị nhớ, mỗi người chúng ta gặp được pháp môn tịnh độ là pháp môn mà 10 phương chư Phật đều tán thán. Nên quý vị để ý, lúc nào những đức cũng tán thán bộ nguyện Di Đà. Có những người gặp những đức hỏi, thầy đi tu thời gian mười mấy năm cũng chưa phải gọi là lâu quá, nhưng mà duyên phước của thầy con thấy quá lớn. Những đức nói rằng toàn là nhờ những đức tán thán bộ nguyện Di Đà. Đem cái bộ nguyện của Đức Phật A Di Đà để giới thiệu chúng sanh mà được lợi ích. Cả mà những đức tặng một cái khăn thôi, tặng một cái khăn thôi, mà những đức cũng đem bộ nguyện Di Đà để giới thiệu. Những đức khuyên mọi người phải làm tròn cái khăn lên cổ. Tròn khăn lên cổ là niệm 10 câu Phật hiệu. Tròn cái khăn khi ngủ cũng niệm 10 câu Phật hiệu. Từ nơi đó mà cái khăn trở thành khăn bình an, giúp cho mình rất bình an. Từ niệm Phật mà bình an. Đây là cái khăn tròn mà Chủ Nhật tuần này những đức sẽ tặng quý vị. Bữa nay nó về 1.000 cái, rồi nó sắp sửa đem về. Có hình con công. Khăn này rất là mỏng, rất là mát nha. Mà khăn cái khăn này cho mấy cô đồ mà đe tròn giống quý phái đó, hình con công. Hình con công mà rất là cũng đẹp. Công hay công. Mà cái khăn này mà đeo tròn thời gian mà niệm Phật đồ, không biết mấy con công này nó có giảng sanh không? hiểu giảng sanh không? Con công bị biết. Nhưng mà khăn rất là mát rồi. Như lưới vậy, mát lắm. Khăn này hồi xưa mà mấy giống như mấy bà phú hộ đồ, nhà giàu đồ, mấy bà tròn tròn lên, nhìn thấy rất là đẹp. Nhìn đức lựa màu này cũng rất là sáng, rất là đẹp. Chủ Nhật tuần này tặng quý vị. Thì mình nói, mình cố gắng, mình làm thôi. Nhưng mà bây giờ về 1.000 cái rồi. Nhưng cái người mà đặt khăn cho những đức thì người ta nói là chắc chắn là trong tuần này sẽ có đủ hoàn toàn để cho thầy tặng quý Phật tử. Đây là cái khăn. Hồi nãy những đức có chụp tấm hình, những đức làm mắc cười lắm. Thôi kệ đi, vui vui quý vị. Nên là mỗi người chúng ta đến với cuộc đời này quý vị ơi, những gì chúng ta làm được cho mọi người được vui thì mình cố gắng. Nên những đứa có cảm giác được cái việc mà tặng ra còn vui hơn người được nhận. Những đứa cho ra còn những đứa còn vui hơn người được nhận. Thế vì khi tâm bố thí cúng dường mới có cái tâm này, cho ra còn vui hơn người được nhận. Cảm giác này hay lắm, cực kỳ hay luôn. Nên những đứa nói cho quý vị nghe rằng là cuộc đời của người mình nó rất là vô thường. Sống nay chết mai. Nên những đức in một cái bức tranh hoa sen,
ở dưới những đức ghi bốn chữ: vô thường sẽ đến. Bốn chữ dán ngay cái vị trí trên cao chỗ đầu, cái đầu nằm những đức nhìn thấy: vô thường sẽ đến. Trong cuộc đời con người chúng ta không có gì mà tồn tại hoài, mà có lên cao cỡ nào thì cũng phải đi xuống lại. Nên như Đức nói với mấy anh em trong chùa, những thời điểm mà chúng ta hoàng kim này, những thời điểm đặc biệt để sống và làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời này đúng là hay, đúng là mừng thiệt. Nhưng Đức nói với anh em tất cả các điểm chùa nghe, và hàng Phật tử nghe, đây là cơ hội chúng ta tu phước tu duyên đó quý vị. Gặp một con người có được thiên thời địa lợi nhân hòa. Nên như Đức nói với các anh em trong chùa, trong cái thời điểm này các anh em phải thấy mình trân quý. Vì sao? Vì mỗi một điểm chùa mấy trăm người già mình có cơ hội phục vụ đại chúng, chờ ngày tháng nào nữa. Nên mấy anh em trẻ trẻ trong chùa như Đức nói một câu, như những Đức khi ngồi nói chuyện với những lăng, những quan hay mấy anh em, trong đó có một anh em nói một câu rằng: bây giờ sư huynh bây giờ chia sẻ Phật pháp bao nhiêu con người nghe vậy, bao nhiêu con người lợi ích vậy, tất cả các sư đệ chỉ cần đưa sư huynh lên là sống rồi. Trong lòng những Đức nói một câu, cái câu nói này rất là khôn. Vì người ta đang đương thờ, họ chỉ cần làm việc cho chúng sanh, dưới như cái nguyện của mình muốn làm việc cho chúng sanh. Phải nhớ kỹ là họ làm việc cho chúng sanh, mình cũng muốn làm việc cho chúng sanh giống như vậy. Như vậy thì họ đang đương thờ làm việc cho chúng sanh, ta chỉ cần nhiệt tình cùng chung tay với họ làm việc cho chúng sanh. Như là An Tổ ngày nói, thành tựu cho người là việc tốt. Phải rõ ràng không? Mà những Đức thấy cái việc làm của mình là chính mình không biết nữa thôi. Mấy anh em bên cạnh những Đức cũng thấy là những Đức niệm niệm tất cả điều gì đại chúng, vì đại chúng trong chùa, vì đại chúng hàng Phật tử khắp nơi, rõ ràng là vì chúng sanh. Những Đức còn nghĩ đến cái việc tại sao những Đức đặt tượng Phật rất là nhiều và khuyên nhiều người thỉnh tượng Phật để thờ tại gia, và rất nhiều người thờ tượng Phật, nhà chùa mình tặng người ta có một cái cảm giác gia đình người ta bình yên và hạnh phúc, và nó có một cái gì về mặt tâm linh trong gia đình rất tuyệt vời, rất tuyệt vời luôn. Và có một cô này cô gặp như thế, cô nói rằng khi thỉnh một bộ tượng Phật ở nhà chùa mình về thờ, tôn tượng Phật lên thờ, mỗi ngày gia đình niệm Phật lễ Phật, gia đình thầy ơi tự nhiên con chồng con rồi con lên tu chánh điện gia đình, lên tu xong gia đình con giờ càng ngày càng hạnh phúc, càng bình yên, và có đêm con ngủ tự nhiên con thấy rất là nhiều người người ta quỳ người ta lễ Phật khi con bật cái điệu niệm Phật để trên bàn thờ. Từ đó về sau gia đình con rất bình yên. Vợ chồng của lúc đó, lúc xưa còn rề rà, bây giờ tự nhiên không còn rề rà nữa. Mấy đứa con nó kình cãi, nó hơn thua nhau, tự nhiên từ từ nó hết kình cãi hơn thua. Như Đức nói, quan gia trái chủ của mình cũng tu hành. Đã là tu hành thì quá dài. Thí dụ như cái người đó hạng mình, nếu họ tu là quá dài, họ nghe đạo, họ tin nhân quả thì quá dài. Vậy thôi. Nên á, tại gia của ngôi Tam Bảo rất đặc biệt và có thời khóa tu rất ổn định. Chùa chiền về sau như thế nào đi chăng nữa thì quý vị vẫn có phương pháp tu tại gia của ngôi Tam Bảo đàng hoàng. Nên những Đức nói rằng mình đang đương thờ gì, đây là cơ hội mà các anh em đi tu mà gặp được nhân duyên đặc biệt như vậy để cùng chung tay với nhau làm việc ý nghĩa trong cuộc đời. Làm việc ý nghĩa trong cuộc đời là quá đặc biệt luôn. Bây giờ những Đức nói với các anh em trong chùa, thí dụ anh em sống trong chùa hòa nhập, sống với nhau nhiệt tình hết mình, chừng nào duyên mình đến mình chăng thật mình cố gắng làm, đừng nên phan duyên. Nó tùy duyên tiêu nghiệp chướng, phan duyên chuốc tai ương. Trong chùa mỗi điểm những Đức đặc trách, ví dụ bên đầu tràng ba những quan quản chúng, thì tất cả mấy anh em nên quy nhất, đó là tôn trọng những Đức. Nên quy nhất thành một là tôn trọng những Đức. Còn nếu như trong một cái hội chúng mà chia ba sẽ bảy ra là mấy anh em phiền phức á. Vì sao phiền phức? Vì mấy anh em làm ảnh hưởng tăng đoàn hòa hợp. Tăng đoàn mà được hòa hợp là Phật pháp mới thịnh. Nên trong cái hội chúng của mình quan trọng là chúng mình phải biết một hướng. Ví dụ như giờ mua đồ màu xanh cùng mua màu xanh, thấy rõ ràng chưa?
mấy anh em nam rõ ràng luôn đó. Màu trắng mua màu trắng, thấy chưa? Một người một bộ đồ là một người một bộ đồ, một người một đôi dép là một người đôi dép, một người hai bộ đồ là mua người hai bộ đồ, phải rõ ràng không? Một cái hội chúng sống như vậy mà mình không biết hòa nhập, để rồi mỗi lần mà tổ chức lễ mấy chục ngàn người, đây là cơ hội thờ hoàng kim của cuộc đời mình đi tu ý nghĩa, để tu duyên tu phước. Khi duyên phước mình dày rồi, đến lúc nhân duyên mình đến, nó sẽ tự đến. Hãy chân thật nhiệt tình tu duyên tu phước đi, người này mới thật sự khéo, thật sự khéo léo. Nên cái người quản chúng trong chùa, người ta sắp theo cái quy tắc của ông thầy ông đưa xuống. Như những đức bây giờ, dù như chúng trưởng nhất những đức sắp xếp cho mấy anh em, tất cả như những quan những lăng là kế là những đức sắp xếp. Thì những gì những đức nói mấy anh em cứ nhiệt liệt làm giống gì, thì tự nhiên chúng quy nhất, chùa mình rất ổn. Còn trong chùa mà người mà làm ngược lại là sai, nghe lời ai đó làm ngược lại là sai. Mình trong chùa mình phải biết nghe lời người nào rõ ràng mình mới biết. Thà mình nghe một người còn hơn mình đụng ai mình cũng nghe tầm bậy, cuối cùng thiệt thòi vẫn là mình, thiệt thòi vẫn là mình. Mình phải nhắm ngay mục tiêu là, thí dụ như bây giờ trên là thầy, thầy qua thầy nói là mình nghe rồi, mà không có thầy đó thì mình nghe cái người mà thầy đặt trách. Nhưng vậy có cái gì thầy chịu trách nhiệm, tại vì thầy đặt trách cho người này. Còn bây giờ mình đụng ai mình cũng nghe tầm bậy tầm bạ, có gì là người ta xử mình á. Tại vì sao? Mình không có góc độ. Nó chim khôn lựa cành mà đậu, mình biết lựa cái cành mình đậu cho nó đàng hoàng chứ. Vậy đó mình mới thật sự khéo léo. Thí dụ như trong chùa đi, ở trong đoàn thể đi, mình sống trong chùa nhớ câu ăn cái nào gào cái nấy, bản thân mình quy nhất một điểm thôi. Chúng ta không có dám tùy tiện. Đó là cái đặc biệt để mà mấy anh em hòa hợp rồi mình có cơ hội tu duy tu phước đặc biệt. Tuyệt vời. Đừng có tùy tiện, đừng có mà phan duyên. Bòi gốc cho chắc đi, cành lá tự xum xê thôi. Đừng có bao giờ nghe lời ai mà nói này nói kia. Thí dụ như mình ở trong chùa đi mà mình nghe lời người đó nói mà nói này nói kia nói nọ, nói là mình tức tối lắm, nói là mình bực bội, nói là mình không vừa lòng vừa ý người trên, là người đó sai. Vì chính cái người đó ở trong ngôi Tam Bảo, người đó cũng hưởng an huệ, mà người đó lại trả đũa lại là bằng cái hành động là nói công kích, nói cho người ta không thích người trên, là người đó sai. Nên mình đi vô chùa mình phải nghe gì, mình phải nhận thức. Nên mình có góc độ, có trí tuệ, biết nghe ai, biết theo ai cho nó rõ ràng. Giống như mình tu đạo, đạo Phật, cái hay là chỗ này mình phải nhận thức được chánh đạo, tà đạo, mình nhận thức nè. Ngoại đạo mình phải nhận thức nè. Thí dụ như bây giờ đạo Phật, Phật dạy mình điều chân chính, tinh tự trước độ mình rồi độ người. Nên bản thân mình học đạo trước nhất mình phải an lạc, mình phải vui vẻ. Người ta nhìn mình và người ta muốn học Phật theo. Nhớ kỹ, tuyệt đối không bao giờ dùng miệng lưỡi, dùng những lời khéo léo để lôi kéo người ta. Thí dụ như bây giờ mình ở trong đoàn thể gì, mấy anh em đa phần sống dưới chướng những đức, trên nữa những đức nương hòa thượng nữa, thì tất cả các anh em huynh đệ làm sao mà quy nhất? Vì trên những đức luôn luôn cung kính cái chuyện hòa thượng hết lòng hết dạ với hòa thượng, thì anh em quy nhất là một. Còn nếu như mình ở trong cái ngôi Tam Bảo đó mà mình dùng lời thị phi, hoặc là mình muốn lập bè lập phái riêng biệt là sai. Đó là mình hướng theo cái cách của tà đạo. Còn ngoại đạo là gì? Ngoại đạo là ngoài đạo Phật. Họ tự lập, sáng lập ra một cái đạo riêng biệt, không đi theo cái giáo pháp của Phật, gọi là ngoại đạo. Còn ví dụ như mình đã học Phật mà mình có cái sự mà chia rẽ tăng đoàn, làm cho người ta công kích nhau là tà đạo. Tuy học Phật nhưng mình lại có tâm tà, nên gọi là tà đạo. Còn ngoại đạo không phải là mắng người, ngoại đạo là người lập sáng lập ra một cái mối đạo, nói là cá nhân của tôi, tôi không có dính dáng gì đến Phật giáo này kia, thì là ngoại đạo. Ngoại đạo là ngoài cái đạo của Phật. Và trong khi giáo pháp của Đức Thế Tôn hóa độ ở cái cõi Ta Bà này là 12.000 năm. Cái cõi Ta Bà này là tổng thể,
tổng thể rộng lớn là sức giáo hóa của Đức Thế Tôn 12.000 năm. Cả cõi giờ dù có nói đạo pháp cũng là từ giáo pháp của Đức Thế Tôn. Rồi từ Long Cung hay là cõi âm, Du Diêm Vương đều là từ cái giáo pháp của Đức Thế Tôn. Sự giáo hóa của cõi Ta Bà là nó bao gồm tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Là tam giới này là đều nằm trong sự giáo hóa của Đức Thế Tôn. Nên có người nằm trong tam giới này mà họ sáng lập một cái đạo, họ nói là cá nhân bản thân họ, đó gọi là ngoại đạo. Nên ngoại đạo không phải chửi người, mà là ngoài cái đạo của Phật, gọi là ngoại đạo. Nên mình học đạo mình phải có góc độ cực kỳ sâu sắc. Còn nếu như mình ở trong tăng đoàn mà mình quấy rối, phá hoại sự hòa hợp, cái tâm đó nó rất là nhỏ. Cái tâm nó rất là nhỏ. Vì khi người ta đã có duyên làm, là mình thấy người ta làm chỉ cần vì chúng sanh là mình hết lòng hỗ trợ. Từ khi người ta làm ác mình không theo, mình chung và chí chung chứ mình đâu có ngu chung. Người ta chỉ cần niệm niệm vì chúng sanh, nhiệt tình vì chúng sanh, hết lòng vì chúng sanh, cực lực vì chúng sanh là chúng ta ủng hộ hết mình, ủng hộ người ta, là mình hứa theo sự chân chánh. Còn nếu người ta đã hết mình vì chúng sanh, mình vì cá nhân mình mà mình muốn công kích người ta vì cái danh cái lợi, vì mình không phục, vì cá nhân mình mà mình không phục, mà bản thân mình đi công kích để phá hoại tăng đoàn, đây gọi là tà đạo, tâm tà. Nên hướng đạo tà chứ không phải là chánh đạo. Các vị nghe rất rõ ràng đó. Nên mình học đạo mình được dạy rõ ràng hết trơn rồi, mà mình đi theo con đường sai lầm là mình gán chịu, gán mà chịu. Nên Phật tử đều cũng vậy. Tại sao chùa mình nó đông gì mà nó được ổn quý vị? Quý vị coi nè, những đức đều hướng dẫn quý vị rất là kỹ. Khi mình muốn cúng dường gì, toàn bộ là mình phải quy nhất về cái chuyện tổ chức của Tam Bảo. Thí dụ như bên kia đạo tràng ba cúng dường cái gì, là thí dụ như những quan, rồi ở bên đó, Đại Tùng Lâm thì kia thì những lăng ông coi, mà bên đó thì ít bao giờ những lăng ông dính cho mấy cái chuyện này. Mà tốt nhất bên đó thì khỏi, tại vì bên đó có hòa thượng nó khỏi. Còn bên đầu dòng ba thì có gì, bên đó những quan. Nên á, nó rất là rõ ràng. Còn bên hộ pháp đồ này kia, hay mỗi điểm chùa khi Phật tử cúng cái gì, tuyệt đối đã cúng cho chùa thì trực tiếp vào cái nội bộ của Tam Bảo. Như chùa hộ pháp mình có mấy số điện thoại, điều điện báo cho Tam Bảo. Cúng đồ ăn thức uống hay cúng cái gì phải báo rõ ràng, để cho nhà chùa biết được sự việc cúng như vậy là sao. Tuyệt đối không có qua trung gian. Không qua trung gian. Mình qua trung gian là phiền phức. Tại vì những đức muốn nuôi huệ mạng người ta, chứ những đức không muốn ảnh hưởng huệ mạng của người ta. Những đức nói cho vị nghe chứ. Những đức từng nói câu này mà cũng có người, người ta không vừa bụng, người ta nói những đức. Những đức từng nói một câu, nó rất là nguy hiểm khi cái chuyện người ta đến gần chùa người ta ở. Cho vị biết cái này là cái những đức kinh nghiệm sát nút luôn đó. Quý vị hãy bình tĩnh ngồi suy nghĩ, phan hãy nói gì bản thân mình. Những đức nói đây là tùy người, nhưng mà có rất nhiều người bị dính đó. Khi gần chùa ban đầu, mới đi đến chùa là cái tâm mà háo hức muốn tu, muốn giải thoát rất là mạnh. Nhưng khi quý vị đi đến gần chùa rồi, nếu như một ngôi chùa nổi tiếng, quý vị có cơ hội bị kiếm được tiền, vì làm chuyện này chỉ kia kiếm được tiền, hoặc đắc đai lên giá, lâu ngày coi chừng quý vị mắc cái tâm tu đó, hãy hết sức cẩn thận. Hết sức là cẩn thận. Có những người á, khi nghe những đức nói gì, trong lòng người ta lại gom lại một phát, người ta muốn đánh những đức một gậy để làm chi? Để mọi người xung quanh gần gũi đó đừng có ai hướng đến những đức nữa. Xin thưa quý vị, những đức không cần điều đó đâu. Những đức nói những điều này là muốn nhắc chúng ta, mình đã đi đến chùa là mục tiêu mình xa gia đình, là mình gần ngôi Tam Bảo để mình tu đạo giải thoát, chứ không phải mình gần chùa chiền để cái việc danh lợi. Nếu như mình gần chùa chiền mà mình vì cái kinh doanh kiếm tiền bạc mà bỏ đi chuyện tu hành, là quý vị thay đổi địa điểm đi kiếm tiền. Thà mình ở ngoài đời, chứ nếu như mình gần chùa chiền mà mình chỉ mục tiêu kiếm tiền mà không lo tu đạo giải thoát, để bị thất bại. Thất bại chắc chắn luôn. Đó. Nên như đức từng nói câu nói,
Ban đầu đến chùa là Bồ Tát, nhưng đi đến chùa lâu ngày có chừng thành La Sát. Quý vị hãy cẩn thận đó. Đây là câu thật 100% luôn đó. Thật 100% luôn cho quý vị biết á. Hết sức là cẩn thận đó. Nếu như cái tâm mà giữ được cái tâm đạo tu hành giải thoát thì đúng là cuộc đời quý vị quá tuyệt vời, đặc biệt tuyệt vời luôn đó. Còn nếu như quý vị hướng đến danh lợi là bị tiêu rồi đó. Nên chúng ta sống làm sao mà cái phúc báo của mình dày thì phước phần mình sẽ có. Có phước thì có phần, không cần nó cũng có luôn. Nên chúng ta gần chùa chiền, chúng ta phải gầy dựng cái tâm tu, gầy dựng cái tâm tu giải thoát. Nó không khéo mà nó thành nguyên một cái ê luôn chứ đừng nói chuyện dẫn chơi. Từ trên tới dưới nó thành một ê á, không khéo là nó thành ê thiệt á. Tại vì nó làm theo. Họ bị làm theo quý vị à. Và khi đổ vỡ ra rồi quý vị coi, danh lợi phù phiếm chúng ta có cầm theo được gì đâu. Nhưng mà có nhiều người mình nè, cái tâm mình nó dụ mình ghê lắm. Mình làm gì, mình kiếm tiền này kia, rồi cuối cùng mình đem tiền mình cũng cúng dường tam bảo mà. Cái tâm mình nó lại dụ mình vậy đó. Nhưng vì nhớ, mục tiêu chúng ta bản thân mình còn chưa có cái tâm giải thoát, chưa có sự an lạc, thì dù có đem đồng tiền này cúng dường tam bảo đi chăng nữa thì cuối cùng trước chưa lợi mình làm sao lợi người. Đồng tiền này Phật cũng chưa chấp nhận, tiếp nhận quý vị đâu. Chỉ là tăng tiếp nhận thôi, Phật không tiếp nhận quý vị đâu. Tại vì sao? Vì mục tiêu chúng ta gần đạo Phật là để tu đạo giải thoát. Nếu như quý vị có tâm giải thoát, có phước báo, có điều kiện thì bằng một cái tâm giải thoát mà cúng dường. Còn nếu như quý vị mất đi cái tâm đạo mà chạy theo vật chất kiếm tiền thì đem tiền này đi cúng dường tam bảo, mà cái quý vị không có tâm giải thoát, không có sự an lạc trong đạo thì quý vị không phải là truyền đạo mà quý vị đang diệt đạo. Diệt đạo. Nên có những gia đình ta học Phật á, quý vị biết rằng chồng, gia đình, vợ người ta không tiếp nhận người này. Vì sao? Vì học Phật giết không khéo mình như gạt người. Học Phật giết mình không khéo, phương tiện giết mình giả dối. Hết sức là cẩn thận chỗ này. Ghê lắm, nguy hiểm lắm. Hết sức là cẩn thận. Phật Pháp nó chỉ nêu lên chứ nó không nói tên tuổi ai. Để mỗi người mình coi lại coi mình dính chỗ cái câu nào. Mình bình tĩnh đi phán quý vị. Bây giờ có người ta ưa cắt một hai đoạn ngắn ngắn, không nói lên gì đâu quý vị à. Nó không nói lên gì đâu. Nên chúng ta phải nghe cho kỹ. Khi cái gì chúng ta phải nhận thức cho kỹ. Cái gì ai phê phán ai, mình tìm hiểu cho kỹ đi. Phán dội vàng. Phán hãy dội vàng quý vị à. Mình muốn thật sự xác thực, mình đi tìm hiểu cho thật kỹ đi. Nhưng mà chúng ta bây giờ biết niệm Phật, thời gian niệm Phật không có, đi tìm hiểu ý chuyện của người ta cho nó mệt tiếp. Ai làm được lợi ích tốt thì nhờ, ai làm hại thì gán mà chịu quả báo. Cái xấu đến mình vậy thôi. Nên gặp tịnh độ rồi cố gắng niệm Phật. Những gì như Đức làm được những Đức cố gắng. Như nói tặng khăn quý vị thì cố gắng đặt cái khăn. Nói kệ đi, cũng như phe của đi quý vị. Phe của để tặng của quý vị mà. Điều này có khi người ta còn không làm. Người ta đi giấu của để cắt giấu. Còn những Đức thì phe khăn để tặng khăn quý vị. Mục tiêu là gì? Mục tiêu là quý vị về đây đẩy cơm với quý vị. Ít ai làm gì đúng không? Tính chùa nấu cơm, đẩy cơm, tặng quà. Có quà còn giới thiệu, còn giới thiệu mặt hàng nữa chứ. Thôi kệ, ai nói mình gì nói kệ. Vì thấy ít ai cũng làm gì đúng không? Người ta đều muốn trục lợi chứ ai đâu mà. Muốn đưa ra, mấy người muốn đưa ra. Nhưng những Đức hiểu được cuộc sống vô thường sẽ đến. Nên cái câu mà Hòa Thượng... Bà Thượng trên thành phố nghe nói một câu. Bà Thượng Thích Minh Thông mãi mê lên núi tìm trầm, chẳng hay trầm ở trong tâm yên bình, mãi mê trong cõi hư danh, đến khi đất gọi thì giật mình trắng tay. Nhớ cái gì? Cái cõi này hư danh, mình có chừng đắm say vào nó. Đến khi đất gọi mình thì giật mình trắng tay, không có gì. Sanh không mang đến, chết không mang đi. Ngoảnh nhìn cuộc đời như giấc mộng, được bắt bại thành bỗng hóa hư không. Lúc mình đang đương thời làm được, cố gắng. Có người làm được tốt, nhiệt tình ủng hộ chúng ta. Vì cùng tu phước tu duyên. Giống như cái đầu kéo,
nó kéo mình ở phía sau, nó mình cũng được kéo đi luôn. Còn cái đầu mà nó kéo mình xuống hầm cá cha, ai đi theo làm gì? Có cái đầu kéo mà nó kéo mình đi về cực lạc thì mình cùng dính nhau để kéo đi về cực lạc luôn. Đó. Phải có góc độ đó nha quý vị. Góc độ đó rất là hay. Khăn này cũng đẹp đó nha. Đặc biệt ghê. Câu chọn ha. Chọn xịn xò. À, vừa tối rồi ngủ nghe bán khăn thầy tặng cho mình ha. Xài thời gian mấy con công này nó giảng sanh hết thì lúc đó là linh đó nha, là gì công giảng sanh. À, nên chủ nhật từ này đến thì người ta nói là từ đây tới từng ta chỉ giao hết cho mình, nó giao hết cho những đức tặng cho mình. Thì những đức thích có đồ tặng cho vị như đức thích. Nên là khăn này màu này như đức cũng lựa đấy. Mong là cái màu này nó cũng nhẹ, nó cũng sáng. Mấy cô đeo lên trẻ, mấy bà đeo lên trẻ chung, mấy bà đẹp lên này, mấy bà đi tu mấy bà đẹp, chồng mấy bà rồi cũng thương. Rồi mọi người nhìn mấy bà, người ta cũng muốn tu. Mình mong vậy đó. Ai đi tu cũng vui vẻ sáng sủa gì. Cái thời cuộc này thời cuộc phát triển mà. Tu với gương mặt vui vẻ nó mới tu theo. Nên mong rằng từ người trong chùa mình đến làm Phật tử, ai cũng an lạc, ai cũng vui vẻ. Những đức mong rằng cuộc đời của những đức từ bây giờ cho đến hết cuộc đời mình, những gì mình làm được cho chúng sanh gì mình mừng. Mong mấy anh em rồi cũng nhiệt tình hết mình chung tay nha. Nếu quý những đức thì đừng nên trở ngại nhau cái gì. Anh em hãy hết lòng chung tay với nhau. Những đức cũng hết lòng với mấy anh em, như anh em ruột ý. Có gì thì nói, hết lòng hết dạ giúp với nhau. Cuộc đời có người mình gặp một người gì mình mừng lắm. Như Khổng Tử mà đi chu du liệt quốc mà đến 68 tuổi mà trở về quê dạy học bất đắc chí tìm một vị minh quân mà tìm ra. Còn giờ chúng ta đi tu mà gặp một người nhiệt tình vì chúng sanh, hết lòng hết dạ vì chúng sanh là mình mừng lắm rồi. Nên mình phải có mục tiêu học tập và có một cái sự tôn trọng biết ơn để cuộc đời mình sống những ngày tháng ý nghĩa. Tất cả những gì như tiết làm phước thiện đều, tất cả các điện chùa đều là cùng tu phước duyên giống hệt với nhau hết nha. Nên mong anh em đoàn kết, Phật tử lo niệm Phật, siêng năng niệm Phật, trong chùa cũng siêng năng niệm Phật, ai cũng là nghĩ mình người dân ở thế giới cực lạc thì đối với danh lợi mình sẽ nhẹ nhàng. Chúng ta hẹn gặp ở cực lạc quý vị. Chúc vị an lạc nha. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.